Đến nha con. Hoàng, Hoàng trả thương nha con. Hoàng, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị Ngô xuống mà coi này chị ơi. Đừng bỏ con, đừng bỏ con, đừng bỏ con.
Vũ và Quế Trân xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Sao Nối Ngôi. Thưa quý vị, ở vòng thi lội ngược dòng hết sức sôi nổi và đầy căng thẳng, với quyết định vô cùng khó khăn của ban giám khảo, chúng ta đã có 5 thí sinh cùng tranh tài ở vòng thi tiếp theo. Xin được chúc mừng Hồng Phượng và Hoài Anh Kiệt đã quay trở lại chương trình cùng với Bình Tinh, Lê Lộc và Thiên Ngân tiếp tục cuộc đua đến ngôi vị quán quân. Và đêm thi hôm nay với chủ đề mà Quế Trân nghĩ rằng cả các thí sinh cũng như quý vị khán giả sẽ có nhiều điểm chung để cùng nhau đồng cảm, đó chính là chủ đề ước mơ. Các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện những ước mơ của mình như thế nào qua từng tiết mục dự thi. Còn bây giờ, Nguyên Vũ xin được trân trọng giới thiệu thành phần rất quan trọng trong đêm nay, đó chính là ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết và danh ca Thái Châu. Còn bây giờ sẽ là giám khảo khách mời trong đêm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và sự trở lại của danh ca Phương Dung. Thưa quý vị, chúng ta còn có 100 vị giám khảo đặc biệt, đó chính là khán giả tại trường quay. Điểm của 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay tương đương với điểm của một giám khảo chính. Thưa quý vị, chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Thưa quý vị, với phần thi lội ngược dòng, Hồng Phượng đã xuất sắc với trích đoạn Hòn Vọng Phu để đi tiếp trong vòng thi ngày hôm nay. Và lần này Hồng Phượng tiếp tục chọn một tiết mục thần thoại nổi tiếng để thể hiện ước mơ của mình, nối tiếp truyền thống của gia đình mình là những nghệ sĩ tài năng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi nhạc cảnh Sơn Tinh Thủy Tinh qua phần dự thi của thí sinh Hồng Phượng. Như lời đất vua đã dặn đến trước nên cưới được mỹ nương, còn Thủy Tinh đến sau thua cuộc vô cùng tức giận, kể từ đó đem lòng thù hận cứ mỗi năm lại dâng nước lên cao. Bình tâm cứu ca bao tràng lên vào, bắt cho được mỹ nương đem về Thủy Giới. Trời ơi, bằng mọi cách
phải tìm cho được Mỹ Nương và Sơn Tinh về. Thủy Tinh, dừng tay lại. Người muốn tìm là ta, đừng tiếp tục làm sai khiến người dân vô tội. Thủy Tinh, chuyện đã xảy ra rất nhiều năm rồi. Tôi xin người đừng gieo thêm than quan cho dân lạnh vô tội. Gieo than quan cho dân lạnh vô tội à? Muốn cứu dân làng, hãy mau mau theo ta về Mỹ chơi. Bằng xuân sống dậy dân bằng, ta sẽ dẫn chim ở rừng sâu núi thẳm. Thủy Tinh, ngươi đừng mơ tưởng uổng ngã rồng. Ta và Mỹ Nương là đất trời minh chứng. Hà cửa chi, ngươi muốn chiếm đoạt nàng ngay cảnh đau bình. Dân làng than quá. Thủy Tinh, người đừng tham vọng điên cuồng mà chẳng nghĩ gì đạo nghĩa nhân luân. Ta sợ gì miệng lưỡi của thế gian? Biển cả là của ta, ta sức mạnh thủy thần, tổng lấy tất cả không riêng gì Mỹ Nương. Tất cả thế giới hãy tràn nước biển lên. Mai khi bọn chúng đòi cả núi rừng này, chẳng lẽ Sơn Tinh ta cũng phải hạ mình mà cúi đầu nhấn nắp? Đúng, Sơn Dương nói đúng, chúng ta nguyện cùng với Sơn Dương bảo vệ nàng Mỹ Nương. Hay lắm, bảo vệ Mỹ Nương à? Phải, đó cũng chính là bảo vệ sự tử tôn. Dẫu mai này núi sông càng, Sơn Tinh này quyết cùng ra tay. Bởi chúng ta quân theo thiên ý, quyển quái cuồng ngông sẽ thắng lại về. Cao quý hai người dân chung sức chung lòng, tuy ta là phận Ma Hồng, quyết sống còn vì dân tộc quê hương. Hỡi Thủy Tinh, đừng cho dân tộc quê hương hỡi dòng dõi thiên rồng. Hãy chúng ta tạo thành sức mạnh đánh
Hồng Phượng vừa hoàn thành phần thi của mình và xin được cảm ơn phần hỗ trợ của các nghệ sĩ Kim Tuyết, Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Điền Trung và các vũ đoàn đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Xin mời Hồng Phượng. Quý vị ơi, có lẽ là qua tiết mục này chúng ta cũng thấy được cái ước mơ của Hồng Phượng. Chắc có lẽ là muốn được trở thành công chúa, cùng nhau vượt qua những gian nan thử thách để mà bảo vệ cái thiện, diệt trừ cái ác. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Trước nhất là chúc mừng cho Hồng Phượng và toàn bộ ekip. Tức là cái sự dàn dựng đó rất là công phu và rất hấp dẫn. Chắc có lẽ là Hồng Phượng nghe tiếng vỗ tay của quý vị khán giả đúng không? Và chúng tôi cũng vui mừng như thế khi mà sân khấu dân tộc được trân trọng như tiết mục của bạn. Rất là cảm ơn. Tôi thấy là một cái tiết mục rất là hoành tráng. Hồng Phượng hôm nay hát cũng rất là tình cảm, diễn xuất cũng rất là cảm xúc nhiều. Tôi chúc mừng cái tiết mục này. Cảm ơn Hồng Phượng nhiều. Tôi thấy tiết mục này mở đầu như vậy là rất là xôm. Em ca thì cũng rất tốt. Và tôi thấy cái gương mặt của Hồng Phượng á rất là phù hợp với những vai đầu chính. Tôi nghĩ em sẽ còn tiến rất là xa. Các bạn diễn của em hỗ trợ cho em rất là hiệu quả. Tôi thành thật chúc mừng em. Cô Phương Dung từ nhỏ đã thích đọc câu chuyện này. Hôm nay nhìn lại Hồng Phượng lần thứ nhì, cô Phương Dung được ngồi ở trên ghế đây để thấy tài nghệ của em hôm nay rất là xuất sắc. Em hát rất là ngọt ngào, cộng với hai khuôn mặt ác và thiện giữa sơn tinh và thủy tinh. Cô Phương Dung rất là tán thưởng. Vâng, thưa quý vị, tiết mục của Hồng Phượng đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem số điểm của ban giám khảo dành cho Hồng Phượng như thế nào. Xin được mời tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. 9,5. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,5. Xin mời số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 9,5. Vâng, thưa quý vị, và xin được giữ lại số điểm của danh ca Phương Dung ở cuối chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị giám khảo khán giả tại trường quay. Thưa quý vị, số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Hồng Phượng là 9,6. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo của đêm nay là người đã cùng dắt tay với Hồng Phượng lội ngược dòng thành công, đó chính là Hoài Anh Kiệt. Người được coi là nhân tố bí ẩn của Sao Nối Ngôi bởi mỗi tiết mục dự thi của anh đều rất đặc sắc, kết hợp với những bất ngờ độc đáo. Qua các vòng thi trước thì quý vị đã lắng nghe được Hoài Anh Kiệt hát nhạc trẻ nè, hát cải lương và cả diễn kịch nữa. Và ngày hôm nay điều rất đặc biệt đó chính là Hoài Anh Kiệt sẽ tái hiện lại ước mơ của người cha mình, đó chính là nghệ sĩ Hoài Thanh, khi quyết định theo đuổi nghệ thuật, và đó cũng chính là ước mơ của anh. Định rồi, kỳ này con về, con đi lơ xe phụ với ba.
lời nhận xét từ phía danh ca Thái Châu, xin mời anh. Cái nghề nghệ thuật có khi có những diễn viên, có những ca sĩ hát rất là hay, nhưng mà họ phải cần một cái thời gian, đúng cái thời gian đưa đến và tổ nghiệp là thương cho đúng điểm để mà bật sáng lên. Thì qua cái tiết mục này đó, cái đoạn đầu mình diễn với lại người mẹ, mình phải nhìn mẹ mình mới lấy cảm xúc được. Cái này sao mà cứ ngó xuống vậy nè. Cô Thanh Nguyệt diễn quá là xuất sắc. Từ đó em sẽ lấy được cảm xúc từ cô Thanh Nguyệt. Chắc là cổ cho có 5 phân không thèm ngó phải không? Cho 5 lượng cái ngó liền cái gì phải không? Rồi cái bài Đèn Khuya đó, thì cái đoạn đầu á, Kiệt phải hát êm nữa. Êm, êm ái thước tha mượt mà. Một ca sĩ tân nhạc mà lại cái phần cải lương lại nổi bật. À cái này ngộ ha. Cải lương, cái phần cải lương rất là hay. Cái này người ta có cái xe. Cái này chắc là đang tái hiện lại người cha của mình. Chắc cha Kiệt khác cải lương quá. Rồi nói lối rồi diễn cũng rất là hay. Rồi cảm ơn Kiệt. Tôi thì tôi hơi khác với anh Thái Châu một chút. Cái đoạn đầu khi mà bạn cúi đầu đó, đầu tiên tôi cũng thấy khó chịu. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy rằng bạn đã diễn rất là tinh tế. Bởi vì đây là bạn đi vào một cái tâm lý của nhân vật. Mà lúc bấy giờ là anh Hoài Thanh thất bại liên miên và đoàn hát rã liên tục. Cho nên quý vị thấy trong đời khi mà chúng ta thất bại thảm thương đó, chúng ta không ngẩng đầu lên nổi. Chúng ta ngồi cái đầu nó cứ cúi xuống, cho bạn một cái điểm 10 ở chỗ đó. Cô Thanh Nguyệt đóng vai bà mẹ làm cho cô Phương Dung rất là xúc động. Xin một cái tiếng vỗ tay cho cô Thanh Nguyệt. Riêng đối với con đó, cô Phương Dung nhắc con là cố gắng. Không biết đêm nay, con phải lấy cái chỗ đó. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Tuy nhiên bên vọng cổ và con diễn 10. Cảm ơn cặp nghệ sĩ của Tiền Giang và Gò Công đã sinh ra một cái trái rất đẹp và rất xuất sắc. Tôi khen qua anh Kiệt là biết cách gài bài hát để cho nó đắt. Nhưng mà có một cái này là tôi tiếc thôi. Tiếc là cái giọng là đục hơn giọng Hoài Thanh. Bởi vậy cho nên là em mới chọn là hát nhạc. Chứ nếu mà hát giọng cổ tôi nghĩ chắc không bằng Hoài Thanh đâu ha. Theo cái tiết mục này thì tôi thấy các anh chị nói hết rồi, thì tôi thấy tiết mục này là tôi hoan nghênh và rất là thích tiết mục này. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Và số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết sẽ là 10. Thế còn số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ thì sao ạ? Xin được chúc mừng em. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Hoài Anh Kiệt. Số điểm khán giả tại trường quay dành cho Hoài Anh Kiệt đó chính là 9,6 điểm. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn quý vị. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện cảm động khác được em Thiên Ngân kể lại như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Đến nha con. Hoàng. Hoàng trả thương nha con. Cậu ơi! Cậu! Cậu giúp tôi nha cậu! Chị hai ơi! Chị ngó xuống mà coi này chị hai! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con! Thank you.
Thưa quý vị, dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho Thiên Ngân thưa quý vị. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay cái tiết mục này con hát rất là tuyệt vời. Cái xúc cảm của con từ đầu bài hát cho tới cuối bài hát, xúc cảm con rất là dạt dào. Chú rất là xúc động. Đây là bài hát mà con thể hiện tình cảm hay nhất từ trong cuộc thi. Con chiếm được cảm tình của chú là ở cái chỗ cảm xúc của con nguyên một bài hát. Chứ thật ra cái hát của mình đó, cao thì gắt quá mà xuống thấp lại không nghe lời. Con phải để ý cái này. Con về con tập lại cái xuống thấp của con và cái cầm cái micro của con đó. Con phải có kinh nghiệm khi nào thấp con để sát vô chút xíu, khi nào con hát cái giọng lên cao á thì cao lắm nhưng mà nó hơi chua chứ nó không ngọt. Thành ra cố gắng về tập lại. Cô mong là nếu mà có dịp gặp lại con sẽ hay hơn và xuất sắc hơn. Cảm ơn em. Cô rất mong là con chú ý, bởi vì bản thân giọng ca của con là rất quý. Và như anh Thái Châu nói đó, cảm xúc mà con đưa đến cho người xem hôm nay thì rất tuyệt vời. Và mong rằng cái việc này nó cũng sẽ đi đôi với lại cách xử lý về kỹ thuật của cái giọng hát của con. Cảm ơn con. Thiên Ngân có lợi thế là em có cái giọng mũi rất là trong. Cái giọng mũi này là những người mà hát dân ca và nhạc trữ tình đó, rất là cần. Bởi vì có thể lên cao mà nó bỏ nhỏ rất hay. Cái tiết mục thì dàn dựng rất là dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của em. Nhưng có cái điều thì những cuối câu đó, như là những cái chữ phương xa đó thì em tống mạnh quá. Nếu mình lên cao không được thì mình phải có dùng thế. Không dùng sức được thì mình phải dùng thế. Là chữ phương xa phải luyến đi và nhẹ lên. Chứ không đẩy mạnh quá. Đẩy mạnh quá thì nó sẽ bị phô và bị lạc. Nhưng phương xa đó, luyến một cái thì nó nhẹ đi. Thật ra cái bài này rất là ngặt. Cao thì cao quá, mà thấp thì lại quá thấp. Rất là khó thể hiện với một đứa bé như em. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy như vậy đối với em thì cũng là đã quá tốt rồi. Tôi cũng chúc mừng em. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Thiên Ngân. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5 điểm. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 9 điểm. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo trường quay dành cho Thiên Ngân. Xin mời. Số điểm giám khảo khán giả dành cho Thiên Ngân là 9,2 điểm. Xin chúc mừng em. Còn sau đây chúng ta sẽ đến với một không khí rất khác, với sự hóa thân chắc chắn sẽ gây bất ngờ đến cho quý vị. Quý vị cũng biết Lê Lộc mỗi lần hát thì làm cho giám khảo danh ca Thái Châu chao đảo, mất thăng bằng. Còn khi mà bạn ấy hóa thân vào một nhân vật trên sân khấu này hay diễn kịch thì chúng ta không biết rằng là bạn ấy sẽ gây cho chúng ta khóc lúc nào hoặc là cười lúc nào. Đó là tài năng riêng biệt của Lê Lộc. Và qua những gì mà cô thể hiện hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra được rằng cô muốn lĩnh hội những tài năng, những tố chất đặc biệt đã đem lại cho cha mẹ của mình là hai nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang. Vậy Lê Lộc sẽ thể hiện ước mơ đó như thế nào? Mời quý vị cùng đến với một trích đoạn trích từ một vở diễn nổi tiếng Rạn Ngọc Côn Sơn. Cung nữ, lui đi. Gọi quan thái quý vào đây cho ta. Dạ, thần là quan thái quý, chậm trễ tiếp nghinh, xin hoàng nà hậu niệm tình xá tội. Dương Lễ Chi này bày biện để tiếp ai đây? Dạ muôn tâu. Dạ dùng để tiếp hoàng thượng gia lâm. Dạ ai nữa?
Dạ dạ còn có Ngọc Dao nữa à. Ngọc Dao à? Dạ đúng vậy. Việc Ngô Phi xuất đầu lộ diện khiến cho ta nửa tin nửa ngờ. Các ngươi đúng là đồ tôi, hay là các ngươi muốn chống lại ta? A Tòng theo Nguyễn Trãi đúng không? Đúng rồi. Dạ chúng ta không có giá hoàng hậu ơi. Đứng lên. Có thật Thánh Hoàng đã hạ lệnh bãi binh? Dạ, dạ, dạ muôn tâu đúng như vậy, sự thật là như đúng vậy à? Đúng như vậy à? Thì ra các ngươi cũng đồng tình. Dạ, dạ, dạ muôn tâu hoàng hậu, ý của Thánh Hoàng như thế, chúng thần không thể cản ngăn. Không thể cản ngăn? Dạ. Vậy thì miệng lưỡi các ông để đâu? Sao thường ngày tự khoe tài học cao hiểu rộng, quán cổ thông kim, chuyên đi chinh phục lòng người, các ngươi không bằng một ngón chân của Nguyễn Trãi. Tướng tài nào của các ông làm việc đó? Dạ, dạ bẩm hoàng hậu, đó là đô quý. Đô quý Đinh Thắng à? Tâu dân. Sao hôm nay không có mặt để ứng hầu? Dạ, thật đô quý Đinh Thắng xin cúi đầu chịu tội trước bề trên. Còn tên tội đồ đâu? Sao không cùng vào một thể? Muôn tâu hoàng hậu, đưa hắn vào cho ta hỏi. Quân, đưa tên áo đen vào. Tên đố mạc kia, ta hỏi ngươi, phải khai cho thật, ai là người đã xui ngươi theo ám hại Ngô Phi? Dạ, dạ bẩm hoàng hậu, xin hoàng hậu niệm tình mà tha cho con mạng sống. Dạ, đô quý Đinh Thắng bảo con làm vậy. Đồ vô dụng. Giáp sĩ, chém đầu. Không. Dạ trăm lại hoàng hậu, ngàn lại hoàng hậu. Xin người hãy tha cho con tội chết, vì con đã nói lên sự thật. Vậy thì mi phải chết, vì mi đã nói ra sự thật. Mi nên nhớ, ta rất căm ghét sự thật. Giáp sĩ. Y lệnh. Không, không được giết ta, vì ta đã nói ra sự thật. Và sự thật Chính Linh Ba là người muốn giết thái tử và Ngô Phi kia mà. Không, buông ta ra. Không, không, buông ta ra. Đến lượt ông, nghe ta hỏi, cứ coi như vừa rồi hắn đã khai trước mặt hoàng thượng, chính ông là người đã xui hắn. Vậy khi hoàng thượng buộc ông phải khai ra ai là người đã xui ông, thì ông định khai ra ai? Muôn tâu hoàng hậu, thần hiểu ý hoàng hậu, nhưng thần không thể nào đứng trước mặt hoàng thượng mà tâu rằng chính quan phục hầu Nguyễn Trãi đã sai thần làm việc đó theo ý của hoàng hậu được. Vì sao? Vì dẫu thần có đê tiện đến mức nào, thì sự đê tiện của thần vẫn có lòng kính trọng cần có với người tài đức rạng ngời của quan phục hầu Nguyễn Trãi. Khá lắm, khá lắm. Riêng ta, không có bất cứ kẻ nào dám xem ta là kẻ đê tiện. Kể cả các bậc trung thần cũng đều quỳ một với chân ta. Dạ đúng vậy. Ấy vậy mà ta vẫn căm ghét tài đức của quan phục hầu Nguyễn Trãi.
tốt nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ? Giáp sĩ. Dạ. Lột hết áo mạo của Đinh Thắng cho ta. Không cần, để ta tự làm lấy. Đứng lại. Nhà ngươi không thể nào đi dễ dàng như vậy. Giáp sĩ. Dạ. Khóa miệng nó lại. Không, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Ông đô giám. Có thần. Ông thấy ta đối với bọn họ như thế nào? Dạ thưa hoàng hậu, dạ hoàng hậu đối với bọn họ là chi đúng, dạ chi phải, dạ chi rõ, chi... Nhìn sắc diện của ông, ta thấy câu trả lời vừa rồi không thật lòng ông nghĩ. Nhưng mà câu trả lời đó lại khiến cho ta hài lòng. Dạ đôi ơn hoàng hậu. Ông đô giám. Dạ. Ông thấy Nguyễn Trãi là người như thế nào? Dạ thưa hoàng hậu, Nguyễn Trãi là người... Dạ, dạ thưa hoàng hậu, chẳng hay hoàng hậu muốn thần nói thật hay là nói dối? Giờ thì ta cho phép nhà ngươi nói thật. Dạ đội ơn hoàng hậu, dạ đội ơn hoàng hậu, dạ thưa hoàng hậu, Nguyễn Trãi là một người lòng dạ gian sắt. Hắn ta suốt ngày suốt đời chỉ biết lo cho dân cho nước, không biết hưởng thụ quyền lợi cá nhân gì hết. Quanh năm suốt tháng chỉ áo giải quần phô mà bày đặt dùng ngòi bút của mình, biến nó trở thành vũ khí để viết lên những bài hịch công kích, tố cáo những bọn tham quan ô lại, cậy thế ỷ quyền hà hiếp dân lành. Không đó, ở trong đó không có thần à nhen. Trời ơi, chửi gì đâu mà chửi từ ở trên nóc mà chửi dài xuống cỡ hạ thần. Từ hạ thần là ổng chửi chổng ngược trở lên. Chửi nhiều nhất là chửi hoàng hậu. Nguyễn Trãi, chính nhà ngươi là mũi đinh đâm nhức nhối mắt ta. Tài với ngươi quyết một con một mất. Nguyễn Trãi. Và bây giờ thì em hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo nhé. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Cái nguyện vọng của ba bạn là muốn cho bạn diễn kịch và hát cải lương đúng không? Thì tôi có thể nói với bạn rằng chắc có lẽ là ba bạn vui lắm. Là vì cái tiếng nói nghệ thuật đó là âm nhạc. Ở trong cái giọng nói của bạn đó là tôi nghe đầy đủ âm nhạc của một cái kịch tính, của một cái thảm án trong quá khứ. Và bạn đưa trở lại hôm nay khiến cho chúng tôi và khán giả hài lòng, chúc mừng bạn. Tôi thật là bàng hoàng luôn, nãy giờ không hình dung được mà cái cô bé này mà diễn một cái vai như thế này được. Ác thiệt là ác, mắt bén thiệt là bén. Hôm nay tôi không còn mất thăng bằng nữa, mà tôi phải tập trung để nhìn em diễn khác hẳn hoàn toàn. Quá tuyệt vời. Đây Lộc chọn một cái vai này là quá thông minh. Bởi vì cái vai đào độc là một vai rất là nhiều đất diễn.
mà chính bản thân tôi ngày xưa, từ xưa tới giờ tôi cũng được ao ước được có một lần đóng vai đào độc, nhưng mà chưa được. Nhưng mà vì tôi ca hay quá cho nên khán giả không cho đóng đào độc đúng không? Nhưng có cái góp ý nhỏ chút xíu thôi, tại vì tôi muốn cái tổng thể nó hay hơn nữa là cái khẩu hình miệng không cần phải há to quá. Vì em biết không, những người thâm độc thường đó, ta nói chuyện á không có hở răng. Nhưng mà đó là tiểu tiết thôi, chỉ góp ý thôi, nhưng mà tổng thể của em nói chung là rất tuyệt vời. Và tôi rất là thích một cái kết quá tuyệt vời, trên sức tưởng tượng. Cô nghĩ là với một cái tuổi đời quá nhỏ của em, có thể đây là một cái di truyền giữa anh Duy Phương và mẹ em, mà nó đã tạo nên một Lê Lộc quá rạng rỡ trên sân khấu với vai một con mụ hoàng hậu ác ôn như em. Sau đêm nay sẽ có nhiều hợp đồng để mời em đóng những cái vai như thế này, thế bà Năm Sa Đéc. Xin được cảm ơn danh ca Phương Dung. Chúc mừng cho sự lựa chọn hết sức là thông minh của Lê Lộc ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ xin mời ban giám khảo dành tặng số điểm cho thí sinh Lê Lộc. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mười điểm. Xin mời danh ca Thái Châu. Bà hoàng hậu ghê gớm quá, tôi phải xử hòa mới được. Mười. Xin được mời số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Tôi rất là tiếc, bởi vì tôi không có điểm nào khác hơn ngoài 10 điểm. Những số điểm tuyệt đối ngày hôm nay đã dành cho thí sinh Lê Lộc qua tiết mục kịch Rạng Ngọc Công Sơn. Vâng, và Quách Đăng đang nhìn thấy nghệ sĩ Duy Phương là người cha của Lê Lộc rất là xúc động trước sự trưởng thành của con gái mình. Xin được cảm ơn anh Duy Phương và Lê Giang rất là nhiều. Cho em xin được cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người. Con cảm ơn ba mẹ. Con sẽ cố gắng hết sức mình để con được diễn chung với ba mẹ một đêm. Con xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Còn bây giờ xin được số điểm của giám khảo khán giả dành cho Lê Lộc, xin mời. Số điểm mà Nguyễn Vũ rất bất ngờ mà khán giả đã dành cho Lê Lộc đó chính là số điểm rất cao, 9,9 điểm. Chúc mừng bạn. Và người sẽ khép lại đêm thi ngày hôm nay đó chính là một thí sinh đã gây ấn tượng rất mạnh trong các vai diễn, hết mình lăn xả vào cái vai diễn này, gây cho chúng ta những bất ngờ này đến bất ngờ khác, đó chính là Bình Tinh. Hôm nay Bình Tinh sẽ thể hiện ước mơ là truyền nhân tiếp nối truyền thống của gia đình tuồng cổ Huỳnh Long qua một trích đoạn cải lương nổi tiếng do chính mẹ cô sáng tác, đó chính là nghệ sĩ Bạch Mai, trích đoạn Nữ Hùng Dựng Nước với hình tượng Trưng Nữ Vương oai phong lẫm liệt. Chúng ta cùng đến với tiết mục dự thi của thí sinh Bình Tinh. Thank you.
đắng cay khi rời. Kia hồn thiêng sông núi, nghe từ xa dòng về. Ta chung lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm. Không chịu quy hàng thì sinh mạng của Thi Tướng Quân thế nào? Dùi xa vào trong lửa thiêu. Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng. Nỗi khổ của dân lành, đành bối xoa câu đồng quách đồng quan, tài gươm tài giáo giết trừ hán tộc, để đáp ơn nhà đền nợ nước. Mẹ ơi, chính con sẽ dựng cờ khởi nghĩa diệt hán quân theo gương người đi trước, để hiểu rằng thank you.
Một lại này ơi đưa vẹn mười ân. Tròn thiết thật thơ thương tưởng người đi trước. Mẹ đã thuận lòng cho con đến hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời tiến sĩ Bạch Tuyết. Trước nhất là tôi thấy là một cái tiết mục được dàn dựng rất công phu và bình tinh. Hôm nay Cao rất khỏe, tức là vô từ xế sản cho tới năm ai cho tới phụng hoàng, câu du nào cũng thấy rõ ràng là bình tinh đã chuẩn bị rất là kỹ và thậm chí là hết lòng hết sức với lại cái nhân vật của mình. Ở đây cái sân khấu dân tộc làm cho chúng ta hừng ngực khí thế, cho nên cảm ơn bạn. Rất là khen em, mà cái tiết mục như thế này dàn dựng rất là công phu hoành tráng, nói lên cái tính chất hùng hồn lịch sử của hai bà Trương Trắc, Trương Nhị. Mà em đóng một cái vai rất là tròn trịa, để thể hiện lên một cái tinh thần dân tộc rất là cao. Em hát khỏe nhưng mà thiếu một chút xíu mùi. Cảm ơn Bình Tinh diễn một cái vai diễn rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Riêng Bình Tinh hôm nay em hát rất xuất sắc, với sự cộng tác của tất cả những người phụ diễn, nói chung là hoàn tất rất là tốt trong cái phần trình diễn này. Đối với Bình Tinh thì tôi luôn đặt hết niềm tin, bởi vì là tôi thấy những ai xuất thân từ đồng ốc Bạch Long, Bình Tinh cũng vậy phải không? Yeah. Thì đều có một cái nền cơ bản diễn xuất rất là tốt. Em có chất giọng, mà chất giọng của em rất là cao, rất là tốt, ca rất ngọt, và diễn xuất thì cũng rất là tinh tế, bước ra là làm chủ sân khấu. Thì tôi thấy cái kịch bản này so với từ đầu tới giờ, đây là cũng là một cái mảng màu khác lạ, một cái mảng màu hùng tráng. Và tôi chúc mừng Bình Tinh hôm nay, em thật là xuất sắc. Xin được cảm ơn lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ thì rất mong số điểm từ phía ban giám khảo. Điểm 10 đầu tiên dành cho bạn. Và điểm của danh ca Thái Châu sẽ là 10. Nãy giờ thì Nguyên Vũ thấy nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ rất là trầm ngâm. Rất cảm ơn ban giám khảo đã dành những số điểm tuyệt đối dành cho Bình Tinh. Và điểm số của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh. Bắt đầu. Chúc mừng Bình Tinh nhé. Số điểm của giám khảo tại trường quay dành cho bạn cũng rất là cao, đó là 9,8 điểm. Chúc mừng bạn. Dạ, bây giờ thì con đã may mắn là được đi đến vòng 11 rồi. Và khi mà con được cái tình thương của bốn vị giám khảo và tất cả quý vị, con thật sự con mừng lắm, con rất là mừng. Và con chỉ muốn là những cái này là con tặng cho ba mẹ con, và con tặng cho ba Long, con tặng cho tất cả những các anh chị mà đã hỗ trợ cho con và giúp đỡ cho con rất nhiều từ vòng 1 cho đến bây giờ. Con xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Yeah. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại phần công bố kết quả. Thiên Ngân, điểm giám khảo Phương Dung dành cho bạn là 9 điểm, tổng số điểm là 46,2. Thí sinh Hồng Phượng, điểm của giám khảo Phương Dung dành cho là 9,5, tổng số điểm 47,6. Thí sinh Hoài Anh Kiệt, điểm giám khảo khách mời Phương Dung dành cho bạn là 9,5 điểm, tổng số điểm là 48,6. Thí sinh Bình Tinh,
Số điểm của giám khảo khách mời Phương Dung dành cho bạn là 9,5 điểm. Tổng số điểm của bạn là 49,3 điểm. Như vậy là thưa quý vị, thí sinh có số điểm cao nhất và gần như tuyệt đối đó chính là thí sinh Lê Lộc. Giám khảo khách mời đã dành cho bạn là 10 điểm và tổng số điểm của bạn là 49,9 điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là tuần sau chúng ta sẽ phải chia tay với một thí sinh và cuối cùng chúng ta sẽ biết được các thí sinh nào sẽ bước tiếp vào vòng chung kết để chạm đến ngôi vị quán quân của Sao Nối Ngôi mùa đầu tiên. Thí sinh này khi chia tay với chương trình là một thí sinh có số điểm thấp nhất từ tuần này cũng như là tuần sau. Thưa quý vị, chủ đề của đêm thi tuần sau là chắp cánh. Các thí sinh sẽ có một tuần để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hy vọng là các bạn sẽ dành hết tâm trí và sức lực để chiến đấu đến cùng với Sao Nối Ngôi. Chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Còn bây giờ, Nguyên Vũ và Quế Chân xin được chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn.